Cô bây giờ là cô mắc nợ luôn, tại vì cô tưởng chuột vậy mà thương mèo cực kỳ. Chị mèo ơi, ba nội ba nè, đó nó lên. Yêu thơ là kẻ hay sầu, yêu nhạc là kẻ bắt đầu mộng mơ. Cô ba Trần Thị Ba, cô ba sinh 1948. Trong này nó kêu cô là cô ba mèo không nè. Cô ba cuốn mấy con mèo là được bao nhiêu năm rồi? 3 năm rồi. Vậy trước đó là 100 mấy con rồi. 130 mấy vậy đó, 40 vậy đó, cô ba không nhớ nổi. Cô bây giờ là cô mắc nợ luôn, tại vì cô tưởng chuột vậy mà thương mèo cực kỳ. Phải có niềm vui, nếu cô không đi là cô buồn lắm. Cứu mèo công viên Hải Nam nữa, rồi với lại ở đây. Rồi còn nữa, cô ba đi bờ kè chỗ Cầu Bông đó, bờ kè Cầu Bông. Thì cũng có mấy con mèo bự mà nó tội nghiệp, nó đói khát, cô cũng đem cho nó ăn luôn. Mà cô kêu một cái là nó lên liền mừng lắm. Mèo ơi, bà ba nè mèo. Đặng kêu mèo ơi, bà nội ba nè, đó nó lên. Ăn là cá mồi, cô trộn cơm với cá mồi cho ăn không à. Ông xã cô mới đầu ông nhăn dữ lắm, nhưng bây giờ là ổng chịu thua cô rồi. Cô đem mèo về nuôi ổng cũng cưng luôn. Ba đi vô đây, cái vô cái mộ ông lại thì cái con nghe nó kêu, mà mèo mở trên đó rồi người ta bỏ như vậy rồi ai đâu cho ăn, nó nhảy xuống là nó chết. Cô ba mới đem về, cô ba mới thương quá đem về đặt là ôi bà ba thương con, đặt con là con su nha, mà su là tiền đó. Cô ba cho ăn nhưng mà con nào cứu được là cô ba lo cứu, chứ không có phải để nuôi hoài trong này, nhất là mấy con nhỏ cô ba xách đi hết. Cứu được con nào hay con đó, thằng lằn của ba còn không giết nữa, dán không giết luôn. Dán nó bò, cái con mèo nó lại chụp cái cô ba nói, của bà ba nuôi nghe, cái nó dừng lại con. Là cái cô ba bắt cô ba thảy xuống chung cư cho nó sống. Cũng có người nói, cái gì làm hành động gì đó không biết, cô ba quên rồi. Đã nói cô ba. Mà lúc đó cô ba có buồn không? Không, tỉnh mơ luôn. Quan yêu đời lắm, già là quan yêu đời, không có kiếm chuyện hờn giận gì ai. Non nước tôi chinh chiến trọn phần tư thế kỷ, non nước tôi ôi khúc ruột chia hai hướng đi, non nước tôi tin gọi Việt Nam chinh chiến mang thế nhiều gian nan. Đồng hoang vắng cây héo khô biết lạnh điều tàn.